còn có tính là cả thêm chống chán nữa. Ồ. Bọn em mà mỗi lần mà lướt TikTok này là thấy mấy chị gái mà hay đi tập gym mà có body đẹp á thì bọn em kêu anh ơi, em chắc em xin đi tập gym giống như mấy chị này dáng đẹp lắm, đã đóng tiền một tháng mà cũng quyết tâm mua bộ đồ đi tập gym luôn, trang bị giày đồ nhưng Đóng mà bao nhiêu ngày? cái là khoảng một tuần đấy ạ. Thế rồi kêu anh ơi, đi làm về mệt quá xong rồi đi tập nữa thôi chắc em xin nghỉ. Còn mới đây nữa, bên đây là cũng coi bạn TikTok luôn anh, thấy người ta hay nhảy dây anh, bắt đầu cũng xin em mua dây về nhảy. Dạ, nhảy được một ngày đầu thì hay đau chân, thế thôi xin mua thêm đôi giày nữa. Dạ, thì cũng chắc khoảng vẹn khoảng 3-4 ngày nữa thì em cuối tuần em về nhà thì đôi giày với cái giày dây nhảy là nó một góc rồi anh ạ. Là hiểu được số phận rồi đó. Chào hai vợ chồng. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Duy Khương. Em năm nay 27 tuổi, hiện em đang công tác ở sư đoàn 9 quân đoàn 4 ạ. Khương là quê ở đâu? Dạ quê em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. À. Một thành phố mà chị rất là yêu. Thế còn vợ của Khương? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận cùng chị Thanh Vân cùng toàn thể mọi người trong khán đài ngày hôm nay. Thì em tên là Thu Trang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng. Thì em năm nay thì cũng gần tròn 18 tuổi. Cộng 10 ạ. Thấy vui rồi đấy nha. Thấy vui không là vui rất tính là hóm hình nha. Cơ duyên nào mà hai người lại gặp gỡ nhau vậy? Lúc đó là em mới ra trường thì em có một cô bạn thân, thì em với bạn đó cũng là độc thân luôn, thì hai đứa mới quyết định là em sẽ giới thiệu cho bạn đó một chú bộ đội và bạn đó cũng giới thiệu cho em một cô gái. Thì khi đó là bạn giới thiệu cho em là vợ của em hiện tại. Thì lúc đầu bạn khá là chảnh, em gửi lời kết bạn qua Facebook ạ, thì bạn không có đồng ý. Em mới hỏi cho bạn em là mình gửi kết bạn cho bạn Trang á, thì bạn không đồng ý. Chắc là bạn giới thiệu cho mình người khác đi chứ bạn này chảnh quá mình không tán được. Nhưng mà mình nhìn cái giao diện á, mình nhìn cái hình thức thì mình có kết liền không? Dạ thật đầu thì em qua nhìn qua Facebook thì bạn cũng rất là xinh ạ. Dạ cũng có ưng ý. Thì hôm đó là bạn của em thì cũng nhắn cho Trang đồng ý kết bạn đi, thì tối hôm đó thì bạn Trang có đồng ý kết bạn. Thì lúc đầu em cũng suy nghĩ không biết nói lời chào bạn Trang như thế nào cho có ấn tượng. Thì tại vì em với bạn kia thì cũng là bạn thân nên hay xưng mày tao đó. Em mới nhắn cho vợ em tin đầu tiên là chào mày. Thì vợ em nhắn cho em là chị chào lại mày. Thì lúc đó là em mới thấy là vợ em rất là cá tính đó. Đó. Ủa nhưng mà khi mà em nhận được một cái tin gọi là chào mày, em có hết hồn không? Dạ thì em cũng thấy kiểu như là cũng lạ lắm. Bình thường là chào em, chào bạn các kiểu gì đó. Nhưng mà kể như cái ngày hôm đó mà chồng em mà kêu mà chào em hay là chào bạn thì chắc cũng không có mặt tại hôm nay đâu. Đây là tìm điểm khác biệt. Cố tình thì, em. Dạ đúng rồi. Thì em thấy ông này tự nhiên vô tán gái mà chào mày. Xong rồi em cũng nhỉ lẹ chứ. Xong rồi em cũng lướt chắc cũng phải 7-9 lần cái Facebook. Cái Facebook. Thì nhìn thấy cũng khá ấn tượng. Trắng tươi. Trắng tươi. Cũng duyên. Cũng cười, có nụ cười rất là duyên. Rồi em mới quyết định gọi là em trả lời là dạ, chị chào mày. Chị chào lại mày, tại em biết ông ấy 96, ông nhỏ hơn em 1 tuổi. Em đã biết về bạn ấy rồi. Dạ tại vì thì bạn em có giới thiệu thì cũng nói sơ qua là bạn của bạn em tại hai đứa chơi chung. Sao em kêu là chị có anh, ai quên chị có. Dạ lúc đó là vợ em cứ bắt em gọi là chị, thì vợ em mới chấp nhận nói chuyện nha. Thôi em chấp nhận em lùi một bước. Thôi dù vì sau này cô ấy cũng gọi mình là anh thôi. Dạ. Đến khi nào thì mới gặp nhau ngoài đời? Dạ tụi em quen nhau là khoảng 3 tháng á. Ồ 3 tháng sau mới gặp nhau ngoài đời? Dạ đúng rồi. Là khi đó là bạn vợ em thì làm ở Bảo Lộc. Dạ hai tụi em lên đang yêu xa. Thì em tán bạn ấy trong vòng 7 ngày thôi. Dạ. Đó thì em mới nhắn cho vợ em á là trước giờ thì em chỉ tán một người nào dưới 1 tuần thôi. Tại vì khi mà tình yêu đến với nhau á là mình phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nếu mà có thiện cảm rồi á thì nếu mà em chấp nhận thì em yêu anh. Và vậy em lúc đấy đó vợ em đồng ý. Mà đã gặp nhau bao giờ đâu? Dạ. Nhưng mà tụi em tuy xa cách về mặt địa lý nhưng mà cảm giác là tình yêu của hai người rất là đông đầy rồi đó chị. Thế rồi gặp nhau như nào, gặp nhau trực tiếp như nào, có bị sốc vì người kia không trắng tươi như mình nghĩ? Dạ thì cái màn cái khúc mà anh ấy tán em 7 ngày á là cái lúc đó thì kiểu như em chưa có tình cảm với ông đâu mà chẳng qua thấy nói chuyện ông cũng thú vị, hai đứa rất là kiêu, nói cái câu đó kiêu không sao ông thấy kiểu cũng ghét lắm kìa. Em là em kêu là thôi chắc là đồng ý đại đi, xong hồi vài 3 tháng thấy kiểu say đắm xong hồi mình đá. Thôi chứ quá 3
tháng sau thì lúc đó thì em đang làm ở ngân hàng dưới Bảo Lộc á. Xong kiểu em cũng, ông cũng là một phần lý do, hai nữa là kiểu như là em cũng muốn thay đổi môi trường thì em lên Sài Gòn lập nghiệp. Thì gặp ông ấy thì ông từ quân đội bước ra thì thấy cũng mình hết hồn á. Ủa cái lúc đó là em lên trên trại quân đội gặp ảnh? Dạ đúng rồi. Thì em lúc đó là em xuống Sài Gòn là em ở quận 12 thì anh ở Củ Chi. Thì hai đứa này hẹn nhau đi Long An chơi, thì mà cái khúc Củ Chi thì nó gần Long An hơn nên là em chạy xuống. Ông bước ra kêu với em có tin nhắn, anh 1m7, em thì mình 1m6 thì thôi quen trai 1m7 cũng được. Ủa gì 1m7 mà có thể sao có nhầm người hay không vậy? Rồi qua hỏi anh Duy Khương à, ừ anh nè em chơi em phải không? Và lúc đó em mặc nguyên một bộ đồ ninja hở hai mắt. Em chạy xe máy mà. Lúc đó thì em ra cổng em rất là bất ngờ. Thì em chỉ nhìn thấy cái cặp mắt của vợ em thôi. Vợ em mặc một đồ chống nắng ấy, nó hay gọi ninja. Thì bắt đầu thì em thấy bạn dáng khá là đẹp. Em chở bạn xuống Long An thì lúc mà hai đứa đi chơi thì bạn mới bỏ bộ đồ ninja của bạn ra thì em mới thấy toàn bộ gương mặt của bạn. Đúng đấy. Yeah. Em rất là ấn tượng, em thấy bạn xinh gái hơn ở ngoài rất là nhiều. Xinh gái hơn trong Facebook luôn. Đó. Đến lúc nào thì em cái kế hoạch của em nó thất bại là bởi vì anh ấy là không thể nào đá được. Vậy thì trong thời gian quen nhau thì kiểu anh ấy cũng quan tâm chăm sóc, cũng là một người khá là nhẹ nhàng. Kiểu như là em thì con gái mà nhõng nhẽo vô cớ, nhiều khi mình biết là mình sai mình vô lý nhưng mà ông vẫn nhận hết là sai về ông ấy. Em đúng kiểu vậy. Tuyệt vời nha. Dạ. Nên là kiểu như là không có lý do gì để chia tay, xong rồi kêu kiểu cứ dần dần qua 5 tháng thì tụi em quen nhau đến hiện tại bây giờ là 5 năm rồi. Thì cũng cái suy nghĩ đó thì nó biến mất lúc nào thì em cũng không biết. Cái lần đầu tiên mà đi chơi như vậy á là có tranh thủ nắm tay hay là vuốt tóc hay là hôn má gì không cơ? Anh à, suốt ngày thì cứ đến là anh. Dạ có với anh, lúc đó là hai tụi em đi chơi thì cũng đi dạo ở một công viên cũng rất là đẹp. Thì em cũng dù bạn chụp hình, nhờ người khác chụp giùm thì em cũng tranh thủ cũng nắm cái tay. Thế lúc em chỉ có hôn nhẹ lên trán của bạn thôi. Dạ. Và khi nào có nụ hôn đầu tiên? Hôn đầu tiên là khi đó em qua bên quận 12 chơi, bạn mới dắt em qua công viên Gia Định. Dạ. Lúc đó thì tụi em vừa nắm tay vừa trò chuyện, xong rồi tới một đoạn tình cảm dâng trào thì em đứng lại em nhìn bạn, bạn cũng nhìn em và em trao nụ hôn đầu tiên của em cho bạn. Trời ơi, nụ hôn đầu tiên của em cho bạn đó. Của em luôn. Của em dành cho bạn thôi. Của em dành cho bạn. Cái cảm giác cái nụ hôn đầu tiên nó làm sao Khương? Dạ, nếu mà đường là vị ngọt nhất thì chắc vợ em là tuyệt vời. Ôi, tan chảy chua. Thế còn món quà đầu tiên mà em dành tặng cho cô gái này là gì? Anh ấy làm cho em một cái trái tim mà bằng vỏ đạn ấy ạ. Xong cái hình mà cái tụi em cái hồi mà đi Long An chơi thì ông ấy rửa ra cái hình 4x6 rồi gì đó nhỏ nhỏ, ông dán lên vô, xong trang trí kim tuyến đẹp lắm. Em cũng thấy ấn tượng, đèn nhấp nháy nhấp nháy. Em thấy bộ đội có khéo tay. Ôi, anh ấy sửa sao mấy anh bộ đội khéo tay nhở? Trời toàn tụi làm quà không à? Còn có món quà gì ấn tượng hơn nữa không Khương? Dạ có. Món quà gì ạ? Cái hồi đó là mới nói chuyện với nhau được 3 ngày à. Thì em lúc đó thì em đang ở quê này, em ở Di Linh. Xong ông ấy gọi cho em là gì chiều khoảng 3-4 giờ em chạy ra ngoài đường lộ nha. Con cháu anh nó gửi đồ cho anh. Thì anh kiểu như anh biết em mới quen thì đâu có nhận quà đâu. Kêu gì vừa mới quen nhau đã nhở vẻ rồi. May mà lúc đó em đang làm tóc ở ngoài đường lộ rồi. Em kêu ok. Xong hôm đó trời mưa, con cháu nó đưa cho em một cái bọc đen thui chắc về này. Em trở về luôn, về nhà em gọi cho ông, anh gửi cho em gì vậy, nhìn giống bom vậy. Em hỏi mẹ, mẹ ơi cái gì con chả biết nữa, của bạn con gửi á. Lúc mà cắt nó ra tự nhiên nó phành ra một con gấu 1m6 cao bằng em á, to bằng em á. Ủa thế là mà làm nào mà nhét được vào ta? Kìa nó hút chân không ạ. Hút chân không? Nó hút chân không, nó cứng ngắc luôn. Thời gian đó thì em mới quen vợ em thôi. Thì muốn nói chuyện cũng có ấn tượng thì em muốn em gửi cho bạn em một món quà gì đó mà tượng trưng là em ở gần bạn. Thì em có một cô cháu. Phải cao 1m6. Em. Rồi hai người quen nhau bao lâu rồi cưới? Tụi em quen nhau khoảng gần 5 năm ạ. 5 năm mới cưới á? Dạ đúng rồi. Tại sao lâu dữ vậy em? Tụi em quen nhau khoảng 5 năm tại vì ba mẹ em thì lúc mà em mới quen bạn thì em dắt về nhà thì ba mẹ em biết là bạn tuổi heo. Thì ba em kêu là thôi hai đứa quen nhau thì đằng nào cũng cưới, đợi bạn được tuổi thì mới cho hai đứa làm cái kết hôn và cưới. Thì khi mà về nhà ngoại em á thì nhà ngoại thì không chịu. Nhà ngoại kêu là
con gái cũng lớn rồi nên cưới sớm đi, nên tụi em mới quyết định là năm 2022 thì tụi em đăng ký kết hôn trước. À. Để xong rồi năm 2023 mới đầu năm nay thì mới tổ chức đám cưới ạ. À. Ủa nhưng mà cái lúc mà em về ra mắt với bên gia đình của Khương á thì em có lo? Cái ngày đầu tiên về ra mắt đó thì nó cũng bất ngờ lắm. Thì tụi em đều công tác trên Sài Gòn và quê hai đứa thì cũng ở Lâm Đồng mà. Thì Tết anh chở em về thì em kêu là mới quen nhau thì không có ra mắt nhà trai nhà gái gì đâu, còn anh thích về nhà em chơi thì về. Xong anh cũng ok. Xong rồi nhà anh Bảo Lộc thì nhà em xin Linh Bảo Lộc thì từ Sài Gòn về thì tới Bảo Lộc trước mà. Xong anh chở thẳng em về nhà anh ấy, đậu chân xe trước cửa xong: "Mẹ ơi con dâu mẹ về nè. Mẹ ơi con dâu mẹ về nè." Xong kiểu như em lúc đó mình không? Em ủa cái gì vậy? Ủa, kiểu lúc đó mà kiểu mình chưa chuẩn bị tinh thần, quần áo mặc không chỉnh tề nhất, đi đường xe mà đi xe máy nữa. Xong kia cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì hết, cũng run chứ. Xong thấy ba mẹ với là anh chị ở nhà thì cũng rất là dễ thương, rồi ba mẹ thì cũng hỏi chuyện vui vẻ thôi, nên là kiểu cũng không có áp lực. Sau thì hai đứa kiểu qua lại chơi hai gia đình từ đó luôn. Đến bao lâu thì em mới cầu hôn Trang, và cái buổi cầu hôn đó nó có lãng mạn như trong phim không? Dạ em thì cũng chưa có cầu hôn bạn. Thì em vẫn kêu là anh chưa cầu hôn em đâu nha, em chưa có cưới đâu. Lúc đó là hai đứa đang đi qua Bình Dương để chơi, qua nhà bạn chơi. Xong rồi ông cũng chả nói gì hết. Ông tới cầu Phú Cường. Giữa cầu Phú Cường ông dừng xe lại, ông quay lại ông hôn em cái. Xong em kiểu như ủa ông làm gì trời. Ông cầu đổ máy ông đi tiếp. Ông đổ máy cầu và hôn. Đúng không anh? Sao cũng không nói gì hết. Xong rồi mấy ngày sau em vẫn kêu là anh chưa cầu hôn em đâu nha. Xong kêu chứ em không nhớ gì à. Xong kêu làm sao bữa cầu hôn trên cầu Phú Cường rồi đó. Trời ơi. Nhưng mà cũng đáng yêu mà anh, đáng nhớ mà anh. Lên cầu hôn là cầu hôn đó. Rồi cưới nhau xong rồi có thấy vỡ mộng hôn nhân không? Bây giờ Khương nói trước đi. Cô ấy có những điểm gì mà em chưa vừa lòng? Hay nói chung đó là muốn thay đổi xấu đó. Em muốn thay đổi để cho hoàn hảo hơn. Vậy em thì cũng rất là nhõng nhẽo á. Cô ấy mà thích một món đồ gì là cứ nhõng nhẽo đòi em mua cho cô ấy mà mình nếu không mua thì sao? Dạ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Em trước giờ toàn mua cho cô ấy thôi, chứ lúc mà cô ấy đã nhõng nhẽo tao xin rồi, em biết là chắc chắn là phải mua rồi. Đáng yêu thế. Nên là mình phải mua cho cô ấy. Bạn ấy rất chiều vợ. Dạ. Ngoài ra thì bạn còn có tính là cả thèm chống chán nữa. Bọn em mà mỗi lần mà lướt TikTok anh là thấy mấy chị gái mà hay đi tập gym một cái body đẹp á, thì bọn em kêu anh ơi em chắc em xin đi tập gym giống như mấy chị này dáng đẹp lắm. Dạ đóng tiền một tháng nhưng mà cô cũng quyết tâm mua bộ đồ đi tập gym luôn, trang bị giày đồ. Nhưng mà bao nhiêu ngày chắc là một tuần anh ạ. Thế rồi bọn em kêu anh ơi đi làm về mệt quá xong rồi đi tập nữa thôi chắc em xin nghỉ. Thế rồi còn mới đây nữa, mới đây là cũng coi mấy bạn TikTok luôn anh, thấy người ta hay nhảy dây anh, bắt đầu cũng xin em đấy mua dây về, mua dây về nhảy. Dạ nhảy được một ngày đầu thì hơi đau chân nên thôi xin mua thêm đôi giày nữa. Dạ thì cũng chắc vỏn vẹn khoảng 3-4 ngày nữa thì em cuối tuần em về nhà thì đôi giày với cái giày dây nhảy là nó một góc rồi anh ạ. Là hiểu được số phận rồi đó. Dạ rồi bây giờ còn mang đôi giày đó chứ còn nhảy dây nữa không? Dạ em cách đó khi nào em có động lực rồi em sẽ tập tiếp. Rồi còn cái tập gì nữa không nè? Chữ công gia chánh của ấy ok không? Thì đối với con trai tránh thì cô ấy lúc đầu thì nấu ăn thì cũng không hợp khẩu vị của em lắm. Tại vì trong gia đình em thì có truyền thống là đàn ông hay nấu ăn ngon hơn con gái. Ôi truyền thống hay thế. Ba em nấu ăn rất là ngon, là em cũng học được từ ba. Rồi sau này thì mỗi khi mà về nhà thường em hay đứng bếp không? Đúng rồi. Anh hiểu rồi đó. Em làm bếp, em nấu ăn cho vợ, vậy thì có giặt đồ cho vợ không? Câu chuyện này cũng rất là dài anh ạ. Lại dài. Kể đi, em kể đi. Thì bình thường em cũng hay lướt Facebook em xem những đồ thanh lý á chị. Dạ mình cũng tiết kiệm thì em nói vợ ơi người ta thanh lý cái máy giặt này cũng rẻ đó, có 2 triệu mới thôi, chắc mua về mình giặt đồ cho tiện. Thế em không, nhà có máy giặt chạy bằng cơm rồi mua chi nữa anh. Và lúc đấy mỗi lần em hay giặt đồ cho vợ ông à. Mà nó nghe là sao không mua cái máy giặt vậy? Tiết kiệm bao nhiêu công sức cũng là một thể dục chị ạ. Hả? Thì tấm này là có hai vợ chồng trẻ mà cũng đâu có nhiều đồ đâu, thì bình thường thì ở nhà thì em giặt. Còn nếu mà ông về thì em gom 2-3 ngày cho ông giặt lần. Đỡ đi nhậu chị ạ, đỡ đi nhậu. Đây là chiến lược anh ơi, kiểu chiến lược rồi. Nhưng mà chồng mà tuyệt vời như này có điểm xấu nào không hả Trang? Dạ anh ấy hay nói to chị. Chắc em không biết là trong môi trường bộ đội sao chứ về nhà kiểu hay nói to ấy, là em giật mình với nó kiểu như quét em á. Kiểu như là em đang thải rau vô trong nồi đúng không? Rồi ông kêu đưa đưa em. Rồi em giật mình quét. Làm gì vậy? Hai đứa gây với nhau. Với là anh hay mách mẹ em.
Tại vì những lúc mà bạn Trang hay ngủ dậy muộn á anh, thì em sẽ gọi cho mẹ mẹ vợ, mẹ ơi con dâu mẹ vẫn đang ngủ này. Ôi ví dụ như vậy. Mẹ vợ á? Con mẹ. Mẹ mình. Dạ mẹ vợ, mẹ của Trang. Con mẹ gì? Con mẹ. Con của mẹ. Làm chị giật mình, con dâu mẹ là mách mẹ chồng là không được nữa này. Không được như thế nha. Là mách mẹ. Rồi. Dạ, mách mẹ em. Em đánh thức bạn ấy dậy sao lại đi mách thế? Tại vì giọng của mẹ vợ em nghe rất là hay chị ạ. Nhưng mà mẹ nói thì em rất là thích. Dạ thì em thì hay nói chuyện với mẹ. Em muốn chọc cho vợ em thôi. Chọc thôi. Kiểu mẹ em chửi cũng kiểu mẹ em nói thì kiểu cũng vui vui á. Ví dụ như ông đang nấu ăn gọi cho mẹ, mẹ ơi hôm nay con nấu ăn cho vợ con nè, hay là đang đâu nhà, mẹ mẹ ơi con đang đâu nhà nè, hoặc là đang ăn cơm đúng không, em chưa ăn xong bắt đầu gọi, anh gọi cho mẹ nha, xong kêu ờ anh gọi đi. Sao lại có con rể chín nhỉ? Dạ thì lúc đấy là em sẽ được mẹ vợ rất là khen ạ. Nhưng mà có nghĩa là em có thích coi như là cái gì anh cũng mét mẹ hết không? Tùy cái thôi anh. Ví dụ mẹ em có nói, mẹ em kêu mày cứ bắt chồng mày làm hết vậy, mày làm cái gì? Kiểu như là anh ấy đi nhậu đúng không, em vừa về đến cửa thì em ngồi ở cửa, em cũng chưa kịp nói câu gì đó. Vợ chửi anh đi, vợ chửi anh cho vui cửa với nhà đi thì em đâu có chửi được. Tao bắt đầu gọi cho mẹ em, kêu mẹ ơi, vợ con gái mẹ chửi con nè. Em chưa kịp nói câu gì á. Trời, cặp đôi tấu hài thật đấy. Có gì? Thì hai vợ chồng có mong muốn là người kia sẽ thay đổi điều gì vì mình không? Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói với người kia điều mà mình muốn người kia thay đổi vì mình. 12 vợ chồng. Trong thời gian yêu em và cũng cưới em thì bản thân anh rất là quan trọng và quan tâm về mối quan hệ này. Tự bản thân anh thì rất là may mắn khi được quen em và yêu em. Thì anh cũng chỉ mong em là vẫn yêu anh như hiện tại thôi. Không có mong em thay đổi gì. Không nhỉ, đối với anh thì em rất là tuyệt vời rồi. Rồi Trang. Dạ, thì trong thời gian quen anh thì tóm lại là anh cũng là một người chồng tuyệt vời, một người yêu tâm lý. Em cũng chỉ mong anh thay đổi nhỏ thôi. Tóm lại anh thi thoảng ở nhà anh đừng có nói to, kiểu anh hay nói to thì em sẽ kiểu như anh hay nạt em á, xong rồi em quạo lại thì hai vợ chồng mình lại mất vui. Cảm ơn cái gì. Anh Thường chúc cho hai vợ chồng Khương và Trang nha, sẽ càng ngày càng yêu nhau hơn, công việc sẽ tốt hơn, mọi thứ sẽ đều thuận lợi như ý trong cuộc sống. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một cặp đôi ha, sinh đôi luôn ha, sẽ đến với hai vợ chồng, gia đình của Khương và gia đình của Trang. Tuyệt vời. Chờ là chương trình cách, tại vì tụi em muốn là thấy anh để tụi em còn ghi hình lại để làm tư liệu của anh, khi mà anh nói chuyện á, nên chỉ cần thấy anh thôi, thấy cần nhân vật thôi, dạ, chứ không cần thấy tụi em ha. Thì ở đây là ekip của Bạn Muốn Hẹn Hò, em là uyên biên tập của chương trình và một số bạn về mặt sản xuất nữa, dạ. Thì đầu tiên mình giới thiệu về bản thân mình giúp em anh ha, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp ạ. Anh tên là Huỳnh Lê Đắc. Anh tên là Huỳnh Lê Đắc hả? Dạ. Quê quán hả? Anh người Sài Gòn nhưng mà nguyên quán thì Vĩnh Long. Sinh rồi ra anh ơi, anh sinh năm mấy vậy? Anh 82. Rồi ok. Nhưng mà anh có một cái yêu cầu là ví dụ tham gia đừng có nhắc năm sinh của anh ở trên. Tại trên sao vậy anh? Anh ngại. Có gì đâu ngại, ai cũng lên đây cũng sẽ nói ví dụ như là em tên Huỳnh Lê Đắc, em sinh năm 82 hoặc là em bao nhiêu tuổi thôi. Tại cái tuổi anh nó hơi to nên anh ngại. Ông anh ơi, ở đây có nhiều người lên sinh năm 69, 70, 7 mấy luôn á. Có gì đâu ngại nhá. Cứ bình thường anh ha. Ok. Tại rồi, nói chuyện... về điểm mạnh điểm yếu của anh là gì ạ? Điểm mạnh hả? Điểm mạnh anh cũng không biết nói gì, nói chung là anh thích sở thích đi ha, anh thích thể thao, anh thích trẻ em, anh thích từ thiện, anh thích còn không hút thuốc, rượu bia thì cũng không thích uống. Vậy có gọi là điểm mạnh không, anh cũng chả đó, biết. Đó là điểm mạnh đó. Rồi còn điểm yếu là những cái tật xấu, những cái sở đoản của mình á. Sở đoản hả? Sở đoản của anh là chắc là anh gọi là gì, cô gái đi ha, nói cho bình dân học vụ đi. Nói chung là anh dễ quê, anh không có chai mặt được. Là gái từ chối là xong rồi đó. Đúng, quay xe liền luôn.
kiểu mà mình không muốn thực sự thì rồi ví dụ như cô gái đó cô quá tốt đi tự nhiên về nhà nói chung là gặp ba mẹ ta khó quá cái quay xe luôn hả? Không phải gặp ba mẹ mà do cổ thôi chứ anh không sợ ba mẹ. À, vậy nghĩa thì là ok. Kiểu nhiều người nhiều 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 giống như anh thì anh thích tầm 25 26 đổ lại thôi. Đổ lại là sao? 25 26 đổ tới bao nhiêu? Đổ lại. Là nhỏ từ hơn. Bao nhiêu tới? Nhỏ hơn nhỏ nữa. Hơn nhỏ 28, hơn 25 26 nữa. Nhỏ hơn 28. Chính vì nhỏ vậy. Hơn. Chính vì vậy anh mới ngại nói cái tuổi mình ra. Nhưng mà nhìn anh thì người ta không Không biết. anh, tại vì chương trình của tụi em là chương trình thực tế và chương trình nó có những cái xác thông tin xác thực nên cái gì nó cũng phải yêu cầu rõ ràng á. Thì ok, Ok. anh có những cái yêu cầu đó thì bên em cũng sẽ ghi nhận lại. À. Nhưng mà còn cái việc mà mình nói độ tuổi mình thì cũng chẳng sao, tại vì nhiều bạn nữ thì cũng thích những cái người lớn tuổi ha anh ha. Nhưng mà tại sao mà anh lại thích nhỏ tuổi? Ngang tuổi mình nó cũng sẽ hiểu hơn, tại vì các bạn nhỏ tuổi thì ví dụ như họ cũng có những cái yêu cầu riêng của họ nữa. Anh hiểu, nói chung anh hiểu nhỏ tuổi hơn thì cái thế giới quan của nó cũng sẽ, tại vì anh cũng chơi giống như quen biết qua nhiều lứa tuổi thì anh cũng biết là cái thế giới quan của mấy người nhỏ nhỏ người sao ta, sorry em chắc em cũng còn nhỏ nên nói chung là cái nhìn nhận về 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 giống như là cái hướng nhìn nó cũng khác nhau, nó cũng không có giống nhau, đại khái là vậy. Cái thế giới quan của người ta đứng ở mức độ trẻ thì người ta sẽ nhìn khác, nhưng mà nói chung anh thì nói chung anh trẻ nhưng mà anh thích có cái giống như là cái suy nghĩ cũng thì chắc có lẽ và cái suy nghĩ phải hơi lớn lớn chững chạc tí xíu thì mới thích mấy người lớn được, đại Ừ, khái là ý là anh là suy nghĩ của anh còn trẻ nên anh thích những người trẻ đúng không? không. Thứ nhất là vậy, nói chung là anh cũng cũng tùy, có lúc thì suy nghĩ anh cũng trẻ, có lúc thì suy nghĩ cũng chững chạc, nói chung nhưng mà cái thích của anh là anh thích những người trẻ trung, anh thích sự trẻ trung, anh không Ờ có thích ok sự rồi, chốt lại là anh thích sự trẻ trung. Sẽ là từ 28 đổ xuống hả? 30 đổ xuống được không? Nhiều người 30 đổ xuống ở gì người, người 30 người ta cũng trẻ trung mà. Ta còn xinh đẹp nữa. 30 hả? Ừ. 30 thì nếu mà nhìn như 24 25 thì cũng được, nói chung là 30 là anh thấy tuổi cũng hơi cứng cứng. Nói chung là nếu mà miễn cưỡng lắm thì Tại vì bây 30. giờ anh cứ gặp mấy bạn ví dụ như Gen Z bây giờ hoặc là 9X cuối bây giờ thì mấy bạn hơi chuẩn luôn á. Còn chưa chắc là những cái bạn mà 9X đầu thì lại 9X đầu hoặc là 8X là người ta Anh lại hiểu, ấy đâu. Nhiều khi người ta còn thì trẻ nói chung hơn cũng nữa. tùy người, nói chung cũng tùy người, nói chung là trẻ về cái ngoại hình thôi chứ còn cái suy nghĩ, cái suy nghĩ nếu mà nếu suy nghĩ cứng cứng chững chạc thì càng tốt, trẻ thì về cái ngoại hình, nói chung là đại Nói khái chung là anh cần ngoại hình rồi. Ok em đi trong đây rồi. Thôi em hiểu rồi. đó Rồi bây giờ anh nói về tình trường của anh đi. Hay là anh đã trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Như thế nào ạ? chưa chưa anh còn độc thân. Rồi rồi mấy cái cô đó mẫu người thì về về ngoại hình thì lại là trẻ. À, xinh xắn nói chung xinh xinh tí nói chung bạn bè cho anh khó mà anh thấy cũng bình thường, không có đến nỗi khó, nói chung ngoại Không hình khó mà anh độc thân tới giờ là mấy bạn nói không khó là đúng rồi. không phải đâu, là do anh nói là do anh bị cái khuyết điểm là anh không có chai mặt được, dễ quê, anh giống như anh làm quen người ta mà người ta có thái độ mà giống như là không thích Tại vì đi ví dụ như mấy bạn anh sinh không. trẻ, mấy bạn cũng có những cái nhiều người á, người ta cũng có những cái điều kiện là ví dụ như hơn người ta khoảng bao nhiêu thôi anh. Đó là em chia sẻ thật. Là bởi Em vì hiểu. họ nghĩ, mấy bạn suy nghĩ là ví dụ như với bản thân tụi em đi, ví dụ như bản thân em có nếu như mà cho ai lựa chọn thì em cũng sẽ lựa chọn ngang á. Ngang 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 hoặc hơn em 1 2 3 tuổi gì thôi chứ em Em không có hiểu. lựa chọn lớn hơn tại vì em sẽ suy bị một cái suy nghĩ là họ sẽ có những cái suy nghĩ lớn hơn, họ không có suy nghĩ cùng với mình thì em không thích những người như vậy. Đó, đó là những cái chính kiến của em đưa ra khi mà em bản thân em đó là như vậy nên ai cũng sẽ có. Nhưng mà có nhiều bạn khi mà em tại vì em làm biên tập chương trình này rất là lâu nên có nhiều bạn họ cũng có yêu cầu là bằng tuổi em ngang tuổi em chẳng hạn thì ta yêu cầu là những cái anh chàng lớn hơn ở 10 tuổi 20 tuổi gì đó Thì nói thì chung cái cũng có đó là người tùy này người kia à. nữa mà, còn là do anh khó thì anh giải thích cho em nghe là anh phải khó là do anh hay bị Nhưng mà dễ hiện quên, tại là anh đang làm công việc gì anh? anh kinh doanh, anh hùng hạp Kinh với bạn doanh bè, gì anh?
ở nhà hàng quán ăn này kia. Rồi kinh doanh nhà hàng quán ăn là cho em những cái tên của kinh doanh những cái quán ăn nào vậy? Anh đang hùng với anh bạn ở quán khoai ở quận Tư nè. Rồi sắp tới thì có một cái nhà hàng ở Trần Quốc Thảo thì đang sửa chữa chưa khai trương. Chỉ có một cái quán khoai ở quận Tư thôi. Hiện tại là anh đang ở đâu, quận mấy? Anh hả? Anh thì hiện tại anh đang ngồi nói chuyện với em thì anh ở Bình Chánh, nhưng hộ khẩu anh ở quận Nhất. Nói chung là nhưng mà hiện tại là anh đang ở Bình Chánh thì em sẽ ghi ở Bình Chánh. Ba anh ở Bình Chánh thì nói chung anh cũng phải ghé qua, tại ngày nào anh cũng phải ghé qua tại ba anh ở cùng mình. Mẹ anh ở mình nên ngày nào, nói chung ngày nào anh cũng phải ghé qua thăm mấy. Rồi mẹ là ở đâu? Ở quận 10. Là thường anh ngủ ở đâu? Anh ngủ quận Nhất. Rồi ok. Là nhà mình có ở quận Nhất đúng không anh? Có. Là đường nào ạ? Là nhà riêng của anh hả? Nhà riêng, em yên tâm. Nhà riêng. Nhà riêng ở quận Nhất. Rồi. Về tình trường của anh là anh trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình nào sâu đậm nhất? Lý do vì sao chia tay mối tình đó? Tình trường. Ừ. Sâu đậm sao anh thấy là toàn là bây giờ anh cho em biết là anh có bao nhiêu mối tình rồi nè, ví dụ mà mình crush cứ gọi là mối tình thì cái đó là anh crush người ta thì chưa gọi là mối tình nhưng mà đó là tình đơn phương á. Tại vì anh thấy mấy cái đó hình như nó sâu đậm hơn giống như quen hay sao á. Còn bây giờ anh quen thật sự là anh quen là bao nhiêu mối tình rồi nè? Là quen 2 triệu hả? 3 mối tình. Ba mối tình, lý do vì sao chia tay? Mấy mối này anh quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Không hợp. Cái bạn mà trẻ nhất anh quen là 2K1 cách đây 3 năm, là lúc đó bạn ở đang là sinh viên. Rồi. Thì mới vậy sao mà họ gọi là hợp đó, chứ anh quen tới 2K1 luôn mà anh kêu hợp thì mấy bạn đó rất là còn trẻ, họ cũng chưa có thì nói chung gia đình hay cái gì đâu. Bây giờ là không em phải, hỏi thật nha, khi mà em đã đứng ở vai trò là làm ai làm mối cho anh thì ví dụ nha, ví dụ luôn á, là ví dụ như em kết đôi với anh với một người đó thì anh nghĩ là khoảng ví dụ như cảm thấy là xinh xắn này kia luôn á, phù hợp với anh thì khoảng bao lâu thì anh sẽ tiến đến kết hôn hay là chỉ quen vậy thôi? Anh muốn kết hôn lẹ chứ. Nếu mà hợp ok đàng hoàng nhạc, giống như gia đình này kia tính tình hợp đàng hoàng thì khoảng 6 tháng. Rồi ok. Thì ở đây em cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin về anh nè. Những cái gì mà anh yêu cầu thì giờ còn có yêu cầu gì nữa không nè? Về bạn gái á. Nói chung là khoảng mét 6. Đừng thấp quá rồi. Mét 6 đổ lên anh, là anh mét mấy? Anh 72. Rồi ok. Rồi vậy ha anh ha. Có gì thì nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 của chương trình hoặc là có người phù hợp thì bên em sẽ liên hệ lại với anh ha. Ok. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Okay. Dạ. Một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán nhá. Ngày tháng năm sinh. Ngày tớ sinh ngày 4/10/1993. Họ tên của anh là gì ạ? Họ tên là Đào Trung Hoàn. 1993. Đúng. Rồi Hoàn đang ở đâu và công việc là gì? Em ở bây giờ là Vĩnh Bảo Hải Phòng. Tam Cường Vĩnh Bảo Hải Phòng. Thôn 6 Tam Cường Vĩnh Bảo Hải Phòng. Ngày đang ở Hải Phòng. Vâng. Quê gốc của mình đâu? Vâng, quê ở Vĩnh Bảo. Anh đang là anh chủ động chia sẻ nhé, anh công việc công tác như thế nào, anh có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Công việc bây giờ mình chỉ làm công nhân thôi, tạm thời công nhân ở logistics đây. Còn là công nhân nhà máy hay là như thế nào? Công nhân nhà máy thôi, còn là mình thường đi tàu ấy, tàu biển ấy. Thường đi tàu biển. Đúng rồi. Đi tàu biển vậy thì tháng đi mấy lần anh? Đi tàu
Ý là công việc của anh thì thời gian là trong như nước nào? Ý là em ký thường là ký là 10 cộng 2. Em đi trên tàu 10 cộng 2. 10 cộng 2 là sao anh? Là 10 tháng và có thể đi thêm 2 tháng nữa nếu mà cần thiết. Nếu mà 10 cộng 2, có lúc thì đi 9 tháng, 8 tháng. Cũng được, nhưng mà cũng phải sớm. Nhưng mà nếu mà mình đi 1 năm, mình đi 10 tháng, đi 9 tháng như thế này á, thì thời gian đâu hẹn hò với chăm sóc vợ con? Đấy, thế là bây giờ tạm thời làm công nhân. Công nhân rồi. Bình thường. Dạ không, em đang hỏi là anh hiện tại đang là công việc là đi tàu biển hay làm công nhân? Hiện tại chính thức bây giờ về thì chưa biết làm gì, là coi như chính xác trước là đang làm công nhân thôi. Là bây giờ là chưa làm lý gì? Có làm công nhân. Khi về nhà thì làm công nhân thôi. Thì anh có đi biển không ạ? À, có. Nếu thì anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì mình làm việc có như chú tâm công việc làm việc thôi. Còn chương trình bạn muốn hẹn hò là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì nếu mà tìm được bạn gái mà phù hợp thì anh có bay vào trong đây tham gia được không ạ? Nên là nói chuyện mình hơi ngại đấy, nhưng mà có chương trình mà có cái cách gì mà để mà nói chuyện cho nó hợp lý mình là như nào? Đúng rồi. Ý là chương trình bạn muốn hẹn hò là ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh, vào trong này thì tìm được bạn gái phù hợp thì sẽ mời anh lên trên sân khấu để mà mình cùng quay hình và để gặp gỡ bạn gái, thì anh có tham gia được không ạ? Dạ có. Là bạn là sắp xếp công việc bay ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy. Vâng, được. Dạ rồi. Xin phép công ty nhỉ? Xin gì anh nhỉ? À, xin phép công ty được mà, xin phép công ty cũng dễ rồi. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình thì bình thường. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Một thôi. Còn phần lớn là mình đi tàu biển ấy, còn đi làm học cũng học với nam nhiều, nên là coi như trước ở nhà nghèo thì bắt đầu thì chăm chú việc học thôi. Thế cái mối tình đấy của anh là quen nhau bao nhiêu lâu? À, quen nhau thì yêu bao nhiêu lâu? Bình thường. Đã yêu nhau bao nhiêu lâu? Cái nó là thời gian yêu là bao nhiêu lâu? Thời gian thì cũng hay 3 năm, 4 năm, nhưng mà mình đã có nhiều đi làm rồi. Tàu linh tinh thì có nhiều họ đấy, đôi khi rồi quen như thế nhưng mà tại sao chia tay? Chia tay mình cũng không biết tại sao mình chia tay nữa, thế là coi như chỉ biết là mình đi làm nhiều, họ nghe cưới chồng thế thôi, biết là mình rồi. Anh cần chương trình tìm cho anh bạn gái nào? Bạn gái thì cần tìm người như thế nào anh? Kiểu như dễ nói chuyện, dễ bắt nói chuyện, bắt nói chuyện thì như mình cũng chẳng biết nói chuyện gì luôn. Đây bây giờ nói chuyện mình thường thích nói chuyện với nhau là mà ít người đấy, hai người thì mới đầu hai người nói chuyện thôi, chứ đông người mình hơi ngại. Rồi, chiều cao cân nặng, khoảng cách địa lý thì ở đâu thì quen được? Chiều cao cân nặng khoảng... Chiều cao mình 1m63, nặng 60kg. Thì bạn gái thì anh muốn bao nhiêu ấy? Em đang hỏi về bạn gái nha. Bạn gái nghe. Khoảng 1m62, 63 như mình, còn cân nặng thì... Rồi, bây giờ quen thì quen Hải Phòng à? Hay là quen ngoài trong Nam cũng được, quen ngoài Bắc cũng được?
Dạ. Đấy là xem hợp hợp duyên thôi. Dạ ok. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Hoàng nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen nói chuyện để xem có phù hợp để vào vòng sau biên tập làm việc với anh không nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn anh.